Dạ vâng, xin chào cô chú, xin chào các bạn ăn. Bé ơi, để có bánh thay cho ăn đi mẹ. Bánh gì hả con? Để mẹ xem bánh gì. Bánh xà nát phô mai béo ngậy. Vị phô mai bùng nổ. Bùng nổ phải không? Mình làm cho nó bùng nổ ha. Bịt tay lại. 1, 2, 3. Nó không nổ. Dạ. Thôi. Rửa ra đi. Ừ, không nổ thôi, để mẹ cắt đi. Để nó bùng nổ đít lỗ tai lắm. Ôi, nó nổ kìa. Ừ. Nó xì hơi cho mẹ. Ừ. Ừ, ngon quá vậy. Rồi để nó đi con. Để nó đi. Vị phô mai bùng nổ. Mau. Ngon quá. Nè. Thế con nè. Ừ, con cảm ơn mẹ. Con mời ông bà con cháu ăn bánh. Mình mời các bạn ăn bánh. Có mời mẹ không? Con mời mẹ ăn bánh. Ừ, rồi, cảm ơn con. Thì con ăn đi. Mẹ lấy cái đồ mẹ đổ ra cho. Ngon quá à. Đúng là vị phô mai béo ngậy thiệt mà. Đây nè. Đó. Đó, hấp dẫn ghê chưa. Wow. Giòn gụm luôn. Giòn giòn ngọt ngọt. Thơm thơm béo béo. Cái này gì nhỉ? Mừng quá. Cái đó. Để con thử cái đó cái gì nha. Giống như viên bi vậy. Đúng rồi. Đây giống như viên bi được chơi của con mà chị ba hay cho con á. Ừ, vậy hả? Ngon thiệt. Đúng rồi, kẹo rồi. Nếu ăn thử kẹo này coi. Mẹ thấy kẹo này hay quảng cáo trên TV nè. Thấy ăn ngon lắm. Này, cái này là sô-cô-la. Wow, cái này đúng rồi, là sô cô la nè con. Cái này cũng có cho con ăn, là cho con một cái đi. Đây, đó. Wow. Mẹ một cái, con một cái. Rồi. Cho mẹ ăn thử miếng này ngon không? Ngon. Ngon. Trời. Này ở bên ngoài là sô cô la. Còn bên trong là bánh xốp. Ngon. Ngon tuyệt luôn. Ăn cái này nữa là ngon rồi. Khoan thử cái ngon lắm. Đúng rồi. Ngon. Cái này ăn hết cái này nó ngon đó. Ngon quá ngon. Cái này nó giòn tan ở miệng. Thơm. Ăn cái này ghiền luôn á. Ê, mẹ lau cho. Mẹ sô cô la. Lúc mẹ bầu con mẹ cũng hay ăn cái này nè. Mẹ thấy cái này mẹ thèm lắm.
Lúc đi qua nhà má chơi á, cái má với bố với mấy em dắt ra vườn vườn cây trái của người ta á, cái mua heo bánh này nè, ngồi gốc cây á, ngồi ăn nhâm nhi ngon lắm, vừa ăn vừa hóng mát nữa, tại ở Sài Gòn nắng nóng á, mình ra gốc cây mình ngồi hóng mát. Mẹ con không nghĩ dưới chân con mình ngứa lắm á mẹ. Đâu đâu mẹ, mẹ gãy cho chỗ nào đâu con chỉ đây. Đây hả? Không phải là con người bù, con người bù với ngứa. Cha mẹ ăn cái miếng này nó ngọt lắm á. À cái này hả? Đúng rồi, nãy mẹ ăn rồi mà. Mẹ có ăn cao không? Con ăn dạ. Cái hôm nay không được đi học nhớ bạn không? Dạ, con buồn lắm mẹ. Nhớ cô không? Nhớ. Tại con bệnh nên con phải ở nhà. Mẹ, em hết cái sô-cô-la này mẹ. Hả? Em hết cái sô-cô-la này. Vậy mẹ ăn hen. Dạ. Mẹ ăn cái đó, mẹ ăn với cái này ngon lắm á. Mẹ ăn. Hồi nhỏ mẹ hay ăn cái đó, cái này nè. Mẹ ăn, mẹ lấy cái sô-cô-la vậy. Xong rồi mẹ bỏ vô bánh mì. Mẹ hỏi cái bánh vô cái bánh mì á. Ồ, ăn nó ngon thôi luôn á mẹ. Sao con biết? Con có ăn chưa con biết? Tưởng tượng đúng không? Đúng mẹ. À, xem cái hoạt hình Kiki Miu Miu nó ăn vậy. Thấy không? Không phải. Hồi lúc quá con nè. Mẹ con nhỏ mẹ hay ăn cái đó mẹ. Mẹ thấy cái này mẹ ăn ngon. Mẹ còn nhỏ hả? Sao con nói giống con quá vậy? Cái mẹ lúc mẹ còn nhỏ là sao con biết được? Con biết là mẹ còn hồi nhỏ mẹ hay ăn cái này mẹ. Ăn sô-cô-la kia, cái này nữa mẹ. Ngon lắm á mẹ. Mẹ hồi còn nhỏ mẹ giống con quá ha. Dạ. Con ăn sô-cô-la cái này ha. Con xúc xích không? Cho mẹ ăn. Ăn xúc xích, mẹ lấy xúc xích cho con ăn. Lấy xúc xích con ăn nha. Dạ. Thôi ăn xúc xích đi. Đây mẹ lấy mẹ cắt ra cho. Để ăn xúc xích khổng lồ luôn. Đó. Ăn cây này là no tới chiều luôn. Mẹ cắt nó ra vậy luôn đi. Cha mẹ con ăn đúng không mẹ? Con ăn khúc mẹ ăn khúc ha. Mẹ ơi. À. Mẹ ăn cái tay của con đi. Mẹ con cầm đi. Để đi. Rồi từ từ. Từ từ chà mẹ. Xúc xích thơm ngon. Hôm nay lại ăn nha. Rồi ăn đi. Ăn xong rồi mình đi rửa tay. Dạ, mình nói con chọn cái nào đi. Con chọn cái nào? Con chọn cái này. Cái này số 1 của con. Chị thích. Ui, cho mẹ này. Mẹ cảm ơn con. Dạ. Xúc xích heo. Ngon không? Ngon. Này có bánh mì nữa nha, bỏ vô bánh mì ăn ngon lắm. Đúng rồi, ăn kết hợp cái này ngon rồi. Ngon thiệt.
thích là ăn cái này ngọt. Ngon quá ngon. Rồi, ok. Xong. Đó, ăn xong chưa? Ừ, thì thôi ăn đi. Ăn xong chơi em mèo kìa. Em mèo ngồi chờ con chơi nó kìa. Mèo chơi đó mày à. Ừ. Nó ngồi chờ con nói chuyện với nó đó. Nè nè. Ơi. Cái súng, cái súng. Cái súng hả? Súng bắn. Cái súng bắn. Bình. Chíu. Rồi, chết. Rồi em mèo nó chết rồi kìa. Một cây súng bắn được hai con luôn. Bắn được con mèo vàng với con mèo hồng. Sao? Con mèo hồng với con mèo. Con là con mèo vàng á. Bắn được hai con luôn. Ừ. Kiểu. Một viên đạn mà bắn được hai con luôn. Bắn được hai con mèo vàng với con mèo hồng á. Ừ. Chết đó luôn. Rồi bóp lên. Không bỏ phí. Đúng rồi. Dở. Mình ăn cho hết luôn. Rồi, nước chưa con? Rồi nước đi. Xong chưa? Thì không phải canh này. Rồi được rồi. Mình mẹ. Cái tay nè. Hả? Cái tay gì? Cái tay hả? Vô cái bàn tay đó vậy? Rồi thôi đi. Dạ. Rồi nhai nốt hết. Trời chuẩn bị mưa nữa rồi Nhi ơi. Nhà nốt đi con. Nốt đi, đi lấy đồ vô phụ mẹ. Rồi sắp mưa tới rồi đó. Dạ. Rồi xong chưa con? Dạ xong rồi. Ừ, xong rồi mình làm sao? Chắc là nước. Chắc mong mà con chú. Con chú bà cô chú sức khỏe cho cái kênh hận nhé. Bye bye. Mình mời các bạn. Hẹn gặp lại sau. Bye bye. Rồi đi lấy đồ của mẹ nè. Dạ.